Kim Ngọc và chương trình Kiến thức dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin được kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào quý vị và Kim Ngọc. Dạ, chào anh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ với chúng ta đó là các loại bột ngọt cũng như bột nêm. Và trước khi bước vào cái việc chương trình mà mình chia sẻ về bột ngọt thì anh có thể cho quý vị khán giả biết được rằng là cái lịch sử của bột ngọt không anh? Kính thưa quý vị, nói tới bột ngọt thì mọi gia đình Việt Nam mình hầu hết cũng ai cũng đã từng nếm qua. Bây giờ chúng ta đi ngược lại cái lịch sử của bột ngọt. Thì bột ngọt phát xuất từ Nhật Bản do một nhà hóa học tại trường Tokyo đã khám phá ra cái bột ngọt này vào năm 1908. Và cùng hợp tác với ông là một người hóa học gia của người Đức. Người Nhật đó, thưa quý vị và Kim Ngọc, họ đã biết dùng bột nêm, nó đúng là bột nêm từ hàng ngàn năm rồi. Họ đã khai thác những cái bột nêm đó từ rong biển. Bây giờ chúng ta bây giờ bột ngọt hiện giờ đó thì nó lấy từ chẳng hạn như là củ đậu hoặc là nấm dạ, hoặc vâng. Là từ các rau đậu hoặc là luôn cả đậu xanh. Dạ vâng. Thì Kim Ngọc và kính thưa quý vị, thì trong cái thập niên sau đại nghị thiên chiến á thì người Mỹ mới bắt đầu biết được cái mùi vị của cái bột ngọt. Thì khi mà sau cái đại nghị thế chiến á thì người quân đội của Mỹ đó được nếm những cái thức ăn của người Nhật và người ta thấy là cái mùi vị rất là lạ, họ chưa từng thấy cái mùi vị nó đậm đà. Thì những cái người quân đội này, những người lính này đó thì về lại báo cáo lại cho cái chính phủ của Mỹ và người Mỹ lại nghi ngờ là chính phủ Nhật đã đầu độc quân nhân. Tại sao quân Mỹ, quân Mỹ ăn ngon quá. Có thể là cho hóa chất vào thực phẩm để giết người quân nhân Mỹ dần mòn đi. Thì lại có một, sau đó có một cái cuộc điều tra và họ mới biết những cái mùi vị đó là từ bột ngọt. Và sau đó đã có một cái hội chợ về thực phẩm. Thì các công ty thực phẩm của Mỹ biết đến bột ngọt và sau đại diện thế chiến là tất cả các công ty lớn như General Food hoặc là Campbell Soup đều dùng bột ngọt. Không những công ty đó hiện các cái thực phẩm của Mỹ đã dùng bột ngọt sau cái thế kỷ đại diện thế chiến mà bây giờ chúng ta thấy bột ngọt có hầu hết trong các thực phẩm đã làm rồi, chẳng hạn như là khoai tây chiên, potato chip, hoặc là những cái món ăn snack, hoặc là những cái món ăn mà chúng ta đông lạnh ở trong siêu thị Mỹ. Dạ vâng, có chăng là vấn đề sự khác biệt giữa cái cách dùng của người Việt Nam mình cũng như người Mỹ. Người Mỹ thì họ không có bỏ giống như là bên ngoài ép thêm bột ngọt mà họ đã bỏ ở trong cái thức ăn rồi. Dạ thưa anh, nếu mà nói như vậy thì bột ngọt nó có tốt không anh? Vâng, kính thưa quý vị, cái bột ngọt đó, cái tác dụng của bột ngọt đó là nó kích thích cái dây thần kinh. Và cái tác dụng của cái bột ngọt đó là nó làm cho tăng cái mùi vị thức ăn lên, nhất là những cái mùi vị như là giờ chúng ta nấu một cái món ăn nào đó thì nó có cái mùi vị như là chua thì nó làm tăng cái vị chua lên. Nếu mà ngọt thì nó làm tăng cái vị ngọt. Chẳng hạn như là cái nồi chúng ta nấu thịt gà thì nó làm tăng cái mùi thịt gà đậm đà hơn, hoặc là bò hay là cá. Nhưng mà cái vị chát, cái vị mà đắng đó thì nó lại làm giảm đi. Ngược lại nó làm giảm cái vị đắng. Hoặc là cái nồi súp của chúng ta mặn thì nó lại tăng cái vị mặn lên. Đó, thì bột ngọt á nó kích thích cái dây thần kinh của chúng ta và nó làm cho những cái thức ăn nó tăng cái mùi vị đậm đà hơn. Nhưng mà chà tỷ, nếu mà chúng ta không có đủ thịt hoặc là không có đủ rau cải thì chúng ta dùng bột ngọt để giúp cho tăng cái mùi vị đó. Nhưng mà chúng ta dư thừa thức ăn hiện nay thì chúng ta lạm dụng cái bột ngọt quá thì ngày mốt
cái vị giác của chúng ta không còn chính xác nữa. Dạ vâng. Dạ thế anh, nếu mà nó bột ngọt thì Kim Ngọc thấy giống như một cái dạng muối, cái màu trắng. Dạ, vâng. Dạ. Nó không có bị ngọt anh ơi. Vâng, hồi nãy chúng ta nói về cái tác dụng của bột ngọt đó. Bởi vậy những cái nhà hàng tàu, nhất là nhà hàng tàu, thường thường rất là lạm dụng cái bột ngọt. Dạ, vâng. Và chúng ta, người Mỹ đó, thì giờ chúng ta được không nói người Việt Nam đi, người Mỹ đó thì họ có rất là nhạy cảm với cái bột ngọt. Và khi mà họ, đối khi người Việt Nam, người Á Châu của chúng ta cũng bị dị ứng với bột ngọt. Sau khi chúng ta ăn một bữa ăn nào ở nhà hàng tàu đó thì chúng ta có, nhất là chúng ta có những cái tác, có những cái triệu chứng như là khát nước, hoặc là nhức đầu, hay là những cái mặt nó rần rần đỏ, hoặc là có nhiều người bị suyễn, cái cơn suyễn nó bị nặng hơn, hoặc là bị da chúng ta nó bị đỏ lên. Đó là cái tác dụng, cái dị ứng của bột ngọt. Vì thế người Mỹ đó họ gọi cái dị ứng của bột ngọt là Chinese Restaurant Syndrome. Dạ vâng, đúng rồi, em dạ nghe vâng. Cái đó. Người Việt Nam của chúng ta gọi là cái hội chứng của nhà hàng tàu. Không biết có tội cho cái nhà hàng tàu hay không. Anh thấy Việt Nam cũng dùng nhiều lắm anh. Vâng, đúng rồi đấy. Mà thưa quý vị, chẳng hạn như là mình nói với Việt Nam mình á, thì mình bắt với Việt Nam thì chúng tôi có cái dịp mà đi du lịch ở bên ở Hà Nội đó, thì chúng tôi gọi một tô phở, thì trước mặt chúng tôi đó thì người ta, trước khi mà người ta bỏ một múc cái nước súp vô thì đã bỏ một muỗng bột ngọt vô đó rồi. Thì tôi đã lại thấy lạnh người rồi. Khi mà mang tô phở lên trên cái bàn ăn đó, thì lại trên cái bàn ăn lại có một một hũ bột ngọt nữa. Nếu mà chưa đủ thì quý vị có thể nếu mà nói như vậy, giờ thế anh, em được biết rằng cái nhiệt độ để mà tan cái bột ngọt ra nếu mà gây độc hại cho cơ thể của con người thì khoảng chừng là 300 độ phải không? 300 độ thì nó mới có làm gây độc. Và nếu mà dưới cái mức độ đó, giống như là xào rau chỉ có 160 à. Nói là hòa tan thì không đúng. Nếu mà bột ngọt nó có thể hòa tan trong nước, trong nước lạnh, hoặc là có thể hòa tan trong cái nhiệt độ 100 độ. Nhưng mà cái nhiệt độ mà 300 độ đó thì cái tác dụng nó sẽ, nó là hại đi, nó sẽ làm hại đi. Chẳng hạn khi mà chúng 300 độ khi chúng ta nướng. Dạ vâng. Dạ vâng, nướng, tại vì chỉ có nướng thì với cái nhiệt độ nó lên tới 300 độ. Thì khi mà nướng như vậy đó, thì cái bột ngọt đó, cái hóa chất nó sẽ làm, nó làm độc đi, tại vì nó đốt đi hết những cái oxy hóa và có thể là đưa tới ung thư. Dạ vâng. Nếu mà như vậy thì mình phải biết cách ăn bột ngọt, phải không, ăn như thế nào để mới gọi là có cái lợi cho cơ thể của mình? Dạ vâng. Thì cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có cái chừng mực của nó. Thì trong y khoa đó thì người ta cũng khuyến cáo là không nên cho trẻ em dưới 6 tuổi dùng bột ngọt. Tại vì khi mà hồi nãy chúng ta nói dùng bột ngọt thì đứa bé thấy cái mùi vị nó ngon, đậm đà nên nó làm, nó kích thích làm ăn thêm, ngon miệng thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta không bỏ bột ngọt vào những cái món ăn đó thì đứa bé nó lại không muốn ăn. Đúng mà rồi. Cái đứa bé đó thường thường đó là lười ăn rồi mà chúng ta cứ cho bột ngọt vào thức ăn như vậy thì không, là chúng ta trực tiếp đầu độc con em của chúng ta. Thưa quý vị, bởi vậy dùng bột ngọt trong thức ăn thì không phải là cấm kỵ, nhưng mà một dùng thế nào là vừa phải. Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy còn những người đang mang thai thì sao anh, có ăn được bột ngọt hay không? Thì hồi nãy chúng tôi nói đó, thì nó kích thích cái thần kinh não, và những người phụ nữ đó thì nếu mà có dị ứng như suyễn chẳng hạn, như chúng tôi vừa đề cập hồi nãy đó. Và có nhiều người, cái triệu chứng tai hại hơn nữa là khi mà dùng bột ngọt đó thì có nhiều người thấy là cái cảm nó cứng đi, hoặc là cái bắp thịt của vai nó cứng đơ vậy đó. Dạ vâng. Và nhiều khi thấy cái lưỡi nó chát. Hồi nãy đó, một phần nữa là khi mà dùng bột ngọt đó thì chúng ta không nên nấu lâu. Khi mà xào hoặc là nấu đó thì chúng ta chỉ cho bột ngọt và tắt lửa, xào lên và tắt lửa, hoặc là xào trong nước nước dùng đó thì tắt nước dùng đi và cho bột ngọt vào. Lý do tại sao khi mà chúng ta, tuy là khi mà chúng ta dùng bột ngọt trong cái vấn đề mà nấu canh đó, hoặc là nấu phở, hay thì cái vị nó sẽ bị chát đi.
dạ thưa quý vị. Và đồng thời đó, nó không hại gì so với cái nướng, nhưng mà cái vị nó không còn cái vị thật nữa. Dạ vâng. Vậy thì anh, nếu mà nói rằng cái vấn đề tác dụng của bột ngọt á, theo Kim Ngọc biết đó, hình như là tùy theo cơ thể của mỗi một người. Dạ. Hồi nãy chúng ta cũng quên nói với quý vị là tuy là chúng ta gọi là bột ngọt, nhưng mà cái tên của nó là một chất muối. Dạ. Cái tên của bột ngọt nó gọi là monosodium glutamate. Dạ vâng. Nó là một loại acid muối. Dạ, nhưng mà do đâu mà lại gọi cái bột ngọt thì cứ thế cứ tưởng cho ngọt vô là nó ngọt. Vâng. Và là không phải, là do người ta lầm tưởng rằng là bột ngọt khi cho vô nó sẽ ngọt hơn. Dạ, hay vâng. Là bảo hòa. Thì dạ thưa anh, nếu mà nói rằng bột ngọt nó có cái vấn đề lợi và hại, thì giữa hai cái vấn đề đó tại sao mà người ta vẫn cho bán bột ngọt trên thị trường? Thật sự đó thì như là FDA họ cũng chưa có thấy một cái chất gì độc hại của bột ngọt. Nhưng mà cũng như là tôm cua, nó cũng đâu có cái gì hại, nhưng mà khi có người thì ăn tôm cua bị dị ứng, có người thì không. Dạ đó. Vâng. Chẳng qua là dùng quá độ, quá lạm dụng thôi. Dạ vâng. Nếu mà anh nói rằng bột ngọt lấy từ cái giống như các loại rau củ hay là nấm, vậy thì nó có thể thay thế được cho, ví dụ như là thay thế cho những cái gia vị chính được không anh? Giống như mình không có cần phải bột nêm hay cái gì, mình chỉ cần cho bột ngọt thôi có được không? Dạ thì không. Thì tại vì đó, hồi nãy chúng ta nói đó, khi mà chúng bột ngọt nó từ rau cải, yeah, từ các rau củ ra, nhưng yeah mà nó qua một cái biến chế hóa, khi mà qua biến một cái hành trình mà biến chế đó, thì cái chất hóa học nó cũng đã thay đổi rồi. Và khi mà chúng ta dùng một liều ít đó thì cơ thể của chúng ta sẽ lọc đi, nhưng mà chúng ta cái vấn đề chúng tôi muốn nói là tích tụ, chúng ta ăn hết ngày này qua ngày kia, thì bộ phận nào là cái bộ phận phải lọc cái đó? Gan và thận. Đó. Thì nếu mà tuổi trẻ như thanh niên hoặc là trung niên như chúng ta dùng bột ngọt đó, thì cơ thể chúng ta gan và thận còn khỏe thì nó sẽ lọc đi. Nhưng mà về càng già thì những cái tích tụ những cái chất đó thì không tốt cho gan và thận. Dạ vâng, đúng rồi. Rất cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về bột ngọt. Nhưng Kim Ngọc nghĩ rằng người ta đã thay đổi bột ngọt bằng bột nêm. Và kính thưa quý vị, Kim Ngọc cũng như bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin tạm dừng nơi đây để gửi đến quý vị một số cơ sở đã bảo trợ cho chương trình. Và Kim Ngọc cũng như bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ về bột nêm ngay sau đó. Để có được một nghề ổn định với lợi tức cao mà chỉ trong một thời gian ngắn, xin mời đến trường thẩm mỹ Trà My, trường chuyên môn dạy về tóc, nail, facial và massage therapy. Có chương trình tài trợ của chính phủ, có nhiều khách walk-in cho học viên thực tập, thầy cô dạy tận tâm, trường lớp khang trang, nhiều máy móc tối tân, tỷ lệ thi đậu rất cao. Trường thẩm mỹ Trà My, 5911 University Avenue, 619-229-8188 và 641 Broadway Escondido, 760-233-3888. Sài Gòn Bistro and Grill Restaurant, 16769 Bernardo Center Drive, 858-618-2400. Ecosway, đầy đủ các mặt hàng gia dụng với giá thật rẻ và phẩm chất tốt. Ecosway, 2624 El Camino Real Suite A, Carlsberg, 858-201-8162. Cần tiền mà không biết vay ở đâu, hãy để Quick Cash Funding giúp bạn. Quick Cash Funding là nơi quý khách có thể vay tiền từ chiếc xe của mình mà vẫn giữ xe để sử dụng, không có đề discount sao. Chúng tôi bảo đảm phần lợi thấp nhất. Khi cần tiền mặt, hãy đến Quick Cash Funding. Uy tín, nhanh chóng, tận tâm, có nhiều địa điểm phục vụ quý vị. San Diego, Anaheim, Westminster, Los Angeles, Gardena, Monterey Park và San Jose. Xin liên lạc 858-715-1555 hoặc 1866-995-9916. Kim Ngọc cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong chương trình Bác sĩ Khoa hôm nay chia sẻ về bột ngọt. Và ngày hôm nay thì Kim Ngọc xin nói bác sĩ về sâu rộng hơn là vậy, nếu như mà khi người ta chuẩn bị ăn bột ngọt, người ta cảm thấy có nhiều cái triệu chứng và rồi người ta đổi từ bột ngọt qua bột nêm. Vậy thì em thấy rằng trên bàn đây mình có rất là nhiều loại bột nêm. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của đài biết được rằng là bột nêm và bột ngọt nó khác nhau như thế nào anh? Vâng, thưa quý vị, hồi nãy đó chúng tôi cũng nói, cũng nêu lên cái bột ngọt đó, cái bản chất của nó thì nó không có hại gì nếu mà chúng ta biết dùng một cách điều độ, một cái lượng vừa phải. Dạ vâng. Nhưng mà chúng ta dùng một cách
quá bừa bãi hoặc là quá cái liều của nó và chúng ta dùng hết ngày này qua ngày kia. Dạ. Thì ngoài những cái triệu chứng như này chúng tôi vừa kể cho quý liệt cho kê cho quý vị thấy đó, là chẳng hạn như là nhức đầu, tê mạch hoặc là rát lưỡi hoặc là sưng môi hoặc là cứng cổ, đau vai hoặc dạ. là một cái tệ hại nữa bây giờ người ta khám phá ra bột ngọt đó, nó nếu mà dùng nhiều quá thì nó lại, những người mà có phong thấp là sẽ biết ngay, nó sẽ làm cho những cái cơn phong thấp của họ càng nặng hơn và tệ hại hơn. Những người có phong thấp thì sẽ nếu mà ăn bột ngọt hoặc là sẽ biết, sẽ có kinh nghiệm ngay. Dạ, và hồi nãy chúng tôi không biết là chúng tôi có đề cập là 30% người Mỹ đã bị dị ứng tới bột ngọt rồi. Dạ, đó thì cái số đó quá cao. Thì có nhiều người đã có nhiều cái triệu chứng như vậy, phản ứng với bột ngọt quá, thì những cái công ty thấy cái bột ngọt sẽ bị bán chậm đi và những họ phải thay thế bột ngọt bằng cái bột nêm. Dạ vâng. Thì theo tôi biết đó, thì cái bột nêm trong thị trường cho khoảng 10 năm nay thôi. Dạ vâng. Và họ theo thì quý vị thấy trên bàn chúng tôi thì những cái bột nêm như vậy đó thì có hình của hoa cả quả như là nấm, ớt hoặc là trái cây hoặc là đậu hoặc là rau củ. Thì bắt đầu những cái công ty ao ạt ra những cái sản phẩm như vậy để thay thế bột ngọt. Nhưng mà thực tế phải chăng bột nêm có khác gì bột ngọt? Theo bây giờ chúng ta tìm hiểu thì chẳng hạn như cái bột nêm này, người ta đề là nấm đông cô, rau quả biến chế thành tinh vị thay thế bột ngọt. Thay thế bột ngọt nghĩa là không có bột ngọt. Nhưng mà quý vị lật qua cái phần sau, những cái thành phần đó thì rõ ràng là họ đề mushroom powder là về có nấm. Dạ, và vâng. Đồng thời lại có đề là monosodium glutamate. Monosodium glutamate là gì? Là bột ngọt. Oh. Thì ít nhiều gì trong cái bột nêm này đã cũng có bột ngọt. Thì cái này là sản phẩm của Việt Nam và Trung Quốc. Và đây sản phẩm của Đại Hàn cũng không khác gì. Trong đây đề là soup stock powder mushroom flavor. Nhưng mà ở đằng sau lại cái thành phần đầu tiên là sốt là muối và monosodium glutamate cũng là bột ngọt. Và trên bài của chúng tôi hiện nay tất cả đều có, nhưng nếu mà lật qua thì có bột ngọt cả. Dạ vâng. Thì vài năm trở lại đây thì nhưng mà những người mà nội trợ là những bác lớn tuổi, những cụ lớn tuổi thì chỉ thấy hoa cả quả hoặc là rau củ hoặc là nấm thì cứ nghĩ là bột nêm từ 100% là từ rau quả hoặc là nấm, nhưng mà thật sự lại có chứa bột ngọt trong đây. Nhưng mà những người mà đấy là những cụ là những người nạn nhân, nhưng mà những người mà nấu nướng trẻ như cô Ngọc này á, thì đôi khi cũng tò mò thì lại thấy là có bột ngọt đằng sau. Dạ vâng. Thì những công ty bột nêm này lại có một cái trò mới nữa. theo tôi gọi là, xin lỗi quý vị, là cái trò mới thì lại là đề là no, không có MSG và không có muối. Đó thì nghĩa là không có bột ngọt, không có muối, thì cái bột nêm này nó sẽ không có mùi vị, nó không có ngọt và nó cũng không có mặn. Nhưng mà quý vị nếm vào thì sẽ thấy mặn rõ ràng. Thì dĩ nhiên là những cái sản phẩm đó không có đúng sự thật trong những cái liệt kê trong cái bao bì của họ. Dạ vâng. Dạ thưa anh, khi mà mình nêm cái bột nêm giống như Kim Ngọc thường hay làm thì thực sự mà nói rằng tại vì Kim Ngọc bị dị ứng với lại bột ngọt mà thôi. Đó là những cái bột ngọt giống kiểu là nguyên chất như thế này. Nhưng mà nếu như Kim Ngọc dùng bột nêm thì lại không bị dị ứng đó, thì phải chăng rằng đó là do cơ thể của mỗi một người? Vâng, có thể nhìn chúng tôi nói được cái bản chất của bột ngọt nó không có hại gì tới cơ thể của chúng ta. Dạ. Phải chăng là cơ thể chúng ta quá nhạy cảm hoặc là chúng ta bị dị ứng với bột ngọt, chẳng hạn như chúng tôi nói về đồ biển chẳng hạn. Dạ vâng. Không những đồ biển, chẳng hạn như là rau quả như là đậu phộng, có người ăn thì lại cũng bị dị ứng xuyễn chẳng hạn đó. Dạ thì vâng. Hoặc là mật ong chẳng hạn. Dạ vâng. Dạ thế ăn bột nêm khi mà mình ăn mình có cảm giác giống như là xương hồng thật sự,
phải chăng nó lại cho một cái hương vị gì nó làm cho có hại? Theo cái quan niệm của tôi đó thì bột nêm nó vẫn còn mới trong thị trường, thì chúng ta cần thời gian thì để cho các nhà nghiên cứu sẽ tìm tòi thêm. Nhưng mà đối với cá nhân của tôi thì bột nêm không khác gì bột ngọt. Có phải tại vì hồi nãy chúng ta nói bột ngọt từ đâu ra? Bột ngọt từ rau cải ra. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ bột nêm cũng từ đâu? Cũng từ rau cải, từ nấm ra, từ rau cải, từ rau củ ra. Thì có cha phải chăng là cái bột nêm có thể ít bột ngọt hơn, và đồng thời khi mà bột ngọt và bột nêm này, cái bản chất của bột nêm cũng vậy, nó cũng không có hại, nhưng mà qua những cái biến chế thì những cái chất hóa học đã thay đổi. Dạ vâng. Và cơ thể của chúng ta từng tuổi nữa, tuổi tác nữa, và cái mà cái tích lũy trong cơ thể của chúng ta nhiều hay ít nữa. Wow. Vậy thì anh, nếu mà như vậy thì bột nêm cũng có cái sự tác hại giống y chang bột ngọt vậy hả anh? Có thể là cũng y chang nhưng mà ít hơn. Theo theo cá nhân của chúng tôi thì theo quý vị thấy không, thì bột ngọt nhưng mà trong cái bao bì đằng sau đều có bột ngọt trong đây hết, thì cái quảng cáo thật sự là không thật. Cũng đây nè, cũng rõ ràng là cái bịch này cũng vậy, là thay thế cho bột ngọt. Đúng, nghĩa rồi. Là không có bột ngọt nhưng mà đằng sau lại có bột ngọt. Vậy thì tốt nhất là mình mua xương về mình hầm thì chắc ăn. Dạ vâng. Không những nó, hồi nãy chúng ta nói những cái tác hại của bột ngọt, nhưng mà những cái tác hại của cái bột ngọt đó, không những nó là muối. Dạ nên vâng. Khi mà chúng ta dùng muối nhiều quá đó thì nó cũng không có tốt cho tim mạch, nhất là những người bị rỗng xương, hoặc là những phụ nữ những phụ nữ đang bị tìm PMS, đang bị mãn kinh, thì có những cái triệu chứng như là hot flash, như nó làm đỏ, bừng đỏ mặt đó. Thì nếu mà có những cái người mà phụ nữ đó mà có dị ứng với bột ngọt, thì những cái triệu chứng hot flash, bừng đỏ mặt đó thì nó có thể bị nặng hơn. Wow. Coi như là một ngọc một đêm, thì theo sự chia sẻ của anh thì ngày hôm nay thì Kim Ngọc thấy rằng hai cái đều giống nhau. Dạ vâng. Nhưng nó là muối. Yeah. Bởi vậy đó, khi mà những người bị cao máu mà dùng muối nhiều quá, nó cũng không có tốt gì cho cái không giúp gì cho cái huyết áp của họ, trong khi những người cao niên hoặc là những người bị cao máu lại đang dùng thuốc để chữa cao máu, thì trong lúc đó lại chúng ta lại dùng bột ngọt. Thì hỏi tại sao những bệnh cao máu của quý vị không có thuyên giảm, và đồng thời khi mà dùng bột ngọt nhiều cũng giống như muối thì nó có thể đưa tới loãng xương, nhất là của những người phụ nữ đang mãn kinh. Dạ thế anh, nếu mà nói như vậy thì coi như bột nêm cũng không thể thay thế bột ngọt được. Có thể, nhưng mà tôi đã nói thì bột nêm nó quá mới trong thị trường của chúng ta, thì chúng tôi đã nói là bột nêm nhưng mà thật sự nó là bột ngọt. Còn thì đổi cái tên thôi. Chỉ đổi tên thôi. Và những người, các cụ cao niên hoặc là những các bác nội trợ lớn tuổi thì cũng nên thận trọng, nhưng mà cứ dùng, tại vì nó là một phần của gia vị của đời sống của chúng ta, nhưng mà thế nên vừa phải nhẹ tay với bột ngọt. Và quý vị, nhất là những quý vị cao niên, thường thường cũng không tránh khỏi những cái bệnh như đau những khớp xương phong thấp, thì quý vị nếu mà thấy cái ngày đó đau nhức nhiều, quý vị ngẫm lại có ăn bột ngọt nhiều hay không. Dạ vâng, nhiều khi ăn bột ngọt thì có thể là mình có thể tránh được, nhưng mà em nghĩ bột nêm thì với những người mà họ ít bị allergy bột nêm thì em nghĩ cũng có, cho nên là ăn thua do mỗi người đầu bếp họ sẽ tận dụng bột ngọt cũng như bột nêm như thế nào cho đúng. Dạ vâng. Tôi thấy ở đây cô Ngọc có một cái hộp mà bây giờ chúng ta không ăn bột ngọt bột nêm thì ăn bột gà. Bột gà được không? Thì ăn bột gà thì chúng tôi lại nhìn cái thành phần ở đằng sau cái hộp hộp súp gà này thì cũng có bột ngọt trong đây, thưa quý vị. Thì không thể nào tránh được bột ngọt đó, thưa quý vị. anh khi chia sẻ xong cái chương trình này thì Kim Ngọc nghĩ rằng chắc có lẽ Kim Ngọc cũng phải thay đổi lại khi mà hướng dẫn những cái món mà giống như là khéo tay hay làm. Phải coi kỹ lại. Dạ thưa anh, tại vì thực sự ra là với cơ thể của Kim Ngọc thì với những cái món mà gọi là bột nêm thì Ngọc không có bị allergy. Yeah. Quý vị biết rằng những cái thức ăn của Mỹ cũng có bột ngọt rất là nhiều, nhưng mà họ không đề bột ngọt trong đó, nhưng mà là họ đề là natural flavor, là những cái bột, chẳng hạn như bột nêm, nhưng mà thật sự đó là bột ngọt.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa và cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kiến thức Dược thảo và Đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa kỳ sau. Xin trân trọng kính chào quý vị.